Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Từng khẳng định giấu con, nay Trường Giang thoải mái để lộ mặt ái nữ. Sau khi về chung một nhà, vợ chồng Nhã Phương nhanh chóng đón chào thành viên nhí. Tuy nhiên, thời điểm đó hai vợ chồng đều kính bưng chuyện đời tư, không có bức ảnh chính chủ nào được cô công khai mình có thai và sinh nở. Mãi sau này, khi bé cứng cáp hơn thì cặp đôi mới khoe khung ảnh ba người. Dạo gần đây khán giả bất ngờ khi vợ chồng Trường Giang có sự thay đổi trong cách khoe con. Từng đường nét của Destiny cũng được lộ dần thay vì dấu kính như trước. Thời gian gần đây mời khó gây chú ý khi cập nhật không gian sống mới của gia đình nơi này là biệt thự sân vườn trông rất rộng rãi và thoáng mát chẳng những thế mọi người trầm trò hơn khi dành tặng riêng cho công chúa đầu lòng và đặt tên nhà trọ destiny vì phần sân vườn rộng lớn nên trường giang có thể mang cả các biển về tạo sân chơi riêng cho con gái nhấp thì thoải mái vui đùa tại gia với phụ huynh việc chơi với con cưng trong khoảng thời gian rảnh cũng giúp cho vợ chồng nhà phương cảm thấy thoải mái sau nhiều giờ làm việc căng thẳng Đoạn clip mới nhất mà Nam Danh Hài chia sẻ cho thấy Destiny hiện tại đã nói rất thạo, trả lời được hết những câu hỏi từ ba và còn có những màn đối đáp khiến cho phụ huynh ngạc nhiên nhã phương cũng nhiều lần bày tỏ rằng con cưng quấn quýt với ba hơn vì ông xã cô biết cách chơi với bé hay bày đủ trò tạo niềm vui cho destiny gương mặt con cưng được trường giang khoe lên mạng xã hội cô bé rất khéo nịnh đang chơi cát với ba và khi được phụ huynh bảo ngồi hẳn xuống đất thì nhóc tì liền sợ dơ và chỉ hướng ngồi ngay vào lòng trường giang khoảnh khắc này vừa khiến nhã phương bật cười sau máy quay vừa giúp nam danh hài tan chảy vì con cưng khi nào cũng muốn ở cạnh ba Trước đây Trường Giang khẳng định mình sẽ giấu gương mặt nhóc tì, điều này không chỉ tôn trọng mà đang bảo vệ tuổi thơ của Destiny như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên hiện tại trong các dịp mà cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc bình yên của Destiny đều phần nào thấy được những đường nét đáng yêu của bé. Công chúa sở hữu đôi mắt tròn xoe, dáng người mạnh mai như mẹ và hai cọp tóc đuôi gà. Trường Giang từng là người đàn ông được gắn mát đào hoa, gặp thị phi trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nam danh hài được nhiều điểm cộng kể từ lúc lập gia đình, mười khó cực cưng vợ con, luôn lo lắng cho Nhã Phương và con gái từng ly từng tí. Thậm chí, hiện tại anh vừa hoàn thành khuôn viên cực rộng có không khí trong lành cho hai mẹ con. Vào dịp Tết 2022, Nhã Phương không về quê nhà như mọi năm mà ở lại Sài Gòn đón xuân với chồng cùng con gái tại biệt thự mà anh vừa hoàn thành cho ba. Trong lúc livestream nữ diễn viên vô tình để lộ gương mặt ái nữ, cận dung mạo Destiny thật đáng yêu. Bé sở hữu nhan sắc từ mẹ nên dù còn nhỏ cũng đã có vẻ ngoài ưa nhìn. Dạo gần đây cả hai chăm chỉ khoe con cưng nhiều hơn, có thể vì bé đã lớn và cứng cáp nên cặp đôi cũng không quá khắc khe như trước. Đồng thời Destiny nhận vô số lời khen nên vợ chồng Trường Giang không gặp nhiều áp lực, lo lắng bé sẽ đối diện với thị phi. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo